Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin trên kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới, văn hóa và đời sống của người Việt tại Canada. Trong bản tin Canada tối ngày 5 tháng 4 hôm nay, mời quý vị theo dõi những tin đáng chú ý sau đây. Dông bão ập đến tỉnh bang Ontario, Manitoba và Quebec. Hàng trăm ngàn người mất điện. Đường phố chính của Toronto đã bị ngập lụt hoàn toàn. Người mua đang quay trở lại thị trường nhà ở Toronto sau thời gian trì trệ Tỉnh bang Ontario sẽ tăng cường bảo vệ người thuê nhà, ngăn chặn chủ nhà lấy lại nhà để sửa chữa. Lãi suất tăng cao của Ngân hàng Canada đang đè nặng lên những người nhập cư và thế hệ Millennials. Phần lớn người dân Canada không sở hữu nhà đã bỏ cuộc. Tỉnh BC trở thành tỉnh bang đầu tiên thiết lập tỷ lệ bệnh nhân cho y tá. Nên đi đâu vào cuối tuần lễ kéo dài này? Nhóm Culture sẽ giới thiệu đến quý vị một trải nghiệm lối đi lát ván ngoạn mục ở thác Niagara sẽ mở cửa vào cuối tuần này. Cùng một số tin đáng chú ý khác, rất mong nhận sự hỗ trợ của quý vị bằng cách nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, dòng bão đã ập đến tỉnh bang Ontario, Manitoba, Quebec. Hàng trăm ngàn người đã mất điện. Một cơn dông bão đang đi qua tỉnh bang Manitoba, Ontario và đang hướng tới các tỉnh thuộc Đại Tây Dương. Một hệ thống áp thấp ở Colorado đang mang đến nhiều loại thời tiết khác nhau cho đất nước. Một số nơi thì chuẩn bị có lớp tuyết dày 25cm, trong khi một số nơi khác chuẩn bị đón 3 cơn giông bão. Môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo trên 5 tỉnh trong bối cảnh hệ thống bão. Ở tỉnh bang Manitoba thì các cộng đồng Winnipeg, Kelowna và phía bắc tới hồ Winnipeg đang chịu cảnh báo bão mùa đông từ môi trường Canada. Một cơn bão đáng kể dự kiến sẽ mang theo tuyết dày từ 15 đến 25 cm và tầm nhìn kém kèm theo gió mạnh. Khi hệ thống này đi qua thì gió mạnh sẽ kéo dài suốt cả ngày với khả năng là gió giật lên đến 70 km một Hàng ngàn người trên khắp Ontario thì không có điện khi dông bão và mưa băng tấn công tỉnh này. Các cơn bão bắt đầu vào đầu ngày thứ tư với cảnh báo lốc xoáy được ban hành ở khu vực phía nam của tỉnh, bao gồm cả ở thành phố Windsor, Essex và chatham Can. Những khu vực này có thể có gió giật lên đến 100 km một giờ. Mưa đá to bằng quả bóng bàn và mưa lớn vào cuối sáng thứ tư kéo dài đến buổi chiều. Dông bão đang phát triển trên Michigan và dự kiến sẽ di chuyển về phía đông đến Ontario. Ngũ đại hồ rất lạnh, vào thời điểm này cứ có rất nhiều điều không chắc chắn về những cơn dông bão này sẽ mạnh đến mức nào khi chúng đi qua Ontario. Đến 4:30 giờ 30 chiều thì lốc xoáy đã kết thúc nhưng lượng mưa lớn dự kiến sẽ rơi trong suốt cả ngày. Từ các khu vực gần Toronto bao gồm Barrie và Collinwood, Đến rìa phía bắc của tỉnh, lượng mưa gần 50mm được dự báo và có thể vượt quá mức đó ở những khu vực có nhiều dông bão, có thể gây ra lũ quét và lũ lụt trên đường. Ở các khu vực khác thì lượng mưa có thể lên tới 100mm. Theo cơ quan thời tiết, các khu vực của tỉnh đang phải đối mặt với cảnh báo thời tiết đôi. Với mưa đóng băng dự báo ở phía đông và trung tâm Ontario kéo dài từ Paris Sound đến Kingston và Huntsville, đến sông St. Lawrence bao gồm cả thành phố thủ đô Ottawa. Cảnh báo thời gian mưa đóng băng kéo dài có thể dẫn đến tích tụ băng và nguy cơ mất điện. Tính đến 6 giờ chiều thì Hydro One báo cáo có hơn 120.000 khách hàng bị mất điện. Mất điện đang được báo cáo trên toàn tỉnh nhưng hầu hết có thể được tìm thấy ở trung tâm tỉnh bang Ontario. Ở phía bắc Ontario, khi cơn bão đi vào thì lượng tuyết sẽ tiếp tục gia tăng. Các cộng đồng Tây Bắc như là Kenora, Thunder Bay và Fort France có thể có tuyết dày lên đến 30cm. Tuyết sẽ tiếp tục cho đến sáng thứ năm khi cơn bão này sẽ thu hẹp lại thành những cơn gió lốc. Áp thấp ở Colorado đang hướng về thành phố thủ đô Ottawa mang theo lượng băng tích tụ cao. Các cộng đồng xung quanh công viên Algonquin, Bracebridge và Ottawa Valley có thể hứng chịu mưa từ 10 đến 30 mm, có thể mất điện và cây cối bị hư hại. Khi cơn bão tiến vào tỉnh bang Quebec thì có nguy cơ cao xảy ra tình trạng mất điện kéo dài và trên diện rộng. Ở khu vực Đại Tây Dương, Canada, kể từ sáng thứ Tư, môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo cho các phần phía nam của New Brunswick và Nova Scotia. Áp thấp Colorado sẽ đến bờ đông Canada vào tối thứ Tư. Các vùng Fredericton và St. John sẽ có tuyết rơi thành các viên băng nhỏ và sau đó là mưa đóng băng. Nova Scotia có thể có các kiểu thời tiết tương tự với tuyết, băng và mưa đóng băng, từ tối thứ Tư đến sáng thứ Năm. Hiện không có cảnh báo đặc biệt cho tỉnh bang Prince Edward Island, nhưng một số cộng đồng trên đảo này có thể thấy một số tác động của cơn bão. Đường phố chính của thành phố Toronto đã bị ngập lụt hoàn toàn khi cơn bão trút xuống thành phố với mưa to. Một hệ thống mưa lớn đang tràn ngập Toronto trong tuần này và tình trạng đặc biệt tồi tệ trên một đoạn của đường College Street. Các con đường và vỉa hè đã ngập đến mức gần như không thể đi qua được. Kể từ sáng thứ tư thì các bức ảnh và video đã được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một con đường của college street tại dover court bị ngập ít nhất là đến mắt cá chân và bình luận cho rằng nguyên nhân là do thành phố thiếu kinh phí luật sư về thương tích cá nhân ông david shonet đã chia sẻ các clip và giải thích rằng một nhân viên thành phố đã thông báo với ông rằng ngập lụt trên đường phố là kết quả của việc các đội không làm sạch cống trong mùa thu với lý do là thiếu kinh phí trong khi đó, hơn 187.000 hộ gia đình đã bị mất điện khi mưa đóng băng tấn công Montreal và tỉnh Quebec. Hydro Quebec đã báo cáo khoảng 187.000 hộ gia đình không có điện vào lúc 2 giờ chiều. Phần lớn là ở vùng Ottawa, tiếp theo là Montreal và vùng Montagerie. Thời tiết lộn xộn đã khiến một số trường học ở phía bắc Montreal phải đóng cửa trong ngày, bao gồm cả hội đồng trường Sir Wilfred Laurier. Một số chuyến bay đã bị hủy hoặc là hoãn lại tại sân bay của thành phố, Đối với những người đi làm và đi học, các quan chức của Bộ Giao thông Vận tải khuyên hãy nên thận trọng trên đường đi. Thưa quý vị, có thêm một quận ở Montreal cấm cho thuê ngắn hạn để giúp bảo vệ người thuê nhà. Messier-Hochelaga-Maisonneuf là quận mới nhất của Montreal áp đặt lệnh cấm cho thuê nhà ngắn hạn, khi thành phố này phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc trấn áp các Airbnb bất hợp pháp sau vụ hỏa hoạn chết người khiến 7 người thiệt mạng. Vào thứ hai, quận đã bỏ phiếu cấm thành lập cơ sở lưu trú du lịch thương mại mới để giúp bảo vệ người thuê nhà và nguồn cho thuê của thành phố. Luật không áp dụng cho chủ sở hữu có giấy phép hiện có hoặc là những người cho thuê nơi ở chính của họ. Mặc dù cần phải thông qua các bước tiếp theo và được hội đồng quận chính thức thông qua, quy định này đã có hiệu lực vào thứ hai. Các thành phố như là Montreal có quy tắc phát thảo nơi cho phép cho thuê ngắn hạn một số quận của thành phố bao gồm La Chine, Saint Laurent, Verdun và bây giờ là Monsieur Hochelaga Maisonneuve đã cấm cho thuê ngắn hạn. Tính đến ngày 22 tháng 3, có hơn 90% đơn vị cho thuê ngắn hạn trong thành phố đăng trên Airbnb mà không có giấy phép. Tháng trước thì Airbnb đã cam kết vô hiệu hóa danh sách không tuân thủ và thêm một đăng ký bắt buộc để buộc chủ nhà đăng ký giấy phép. Nhưng tính đến tuần trước, các nhà quảng cáo khác nhau ở Montreal đã cung cấp hàng chục ngôi nhà mang số giấy phép giả. Chẳng hạn như là 29 ngôi nhà có số chứng nhận là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở các khu vực khác nhau của thành phố. Người mua đang quay trở lại thị trường nhà ở Toronto sau thời gian trì trệ. Hội đồng bất động sản khu vực Toronto cho biết sự cạnh tranh giữa những người mua đã quay trở lại thị trường vào tháng trước khi giá nhà trung bình trong khu vực lần đầu tiên cao hơn giá đăng bán kể từ tháng 5 năm 2022. Giá trung bình của một ngôi nhà đạt mức 1.108.606 triệu đô la vào tháng 3, so với 1.096.519 đô la vào tháng trước. Tuy nhiên, giá trung bình vẫn giảm gần 15% so với mức 1.298.666 đô la vào tháng 3 năm ngoái khi có cuộc chiến đấu thầu khiến thị trường di chuyển với tốc độ chóng mặt. Các con số cho thấy những người mua nhà tiềm năng đang lấy lại sự tự tin để tham gia vào thị trường mặc dù chi phí đi vay tăng cao và đang tìm cách tận dụng giá thấp hơn. Các con số được công bố một ngày sau khi nhà kinh tế học Rishi Sondi của TD Economics gửi một lưu ý cho các nhà đầu tư nói rằng doanh số bán nhà ở Canada dường như đã đạt mức thấp nhất sau sự sụt giảm nghiêm trọng trong những tháng trước. Dự báo doanh thu hàng quý sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng mạnh hơn trong nửa cuối năm. Bộ trưởng nhà ở của tỉnh bang Ontario cho biết những người thuê nhà sẽ có các biện pháp bảo vệ mới qua luật chống lấy lại nhà để sửa chữa. Những thay đổi bao gồm yêu cầu chủ nhà cho người thuê nhà thời gian là 60 ngày để quay trở lại sau khi việc cải tạo sửa chữa nhà hoàn tất với cùng mức tiền thuê trước đây. Yêu cầu này là một trong những thay đổi mà chính phủ đang đề xuất để giúp đỡ những người thuê nhà mức phạt tối đa cũng sẽ tăng gấp đôi đối với hành vi phạm tội đối với các cá nhân lên tới 100.000 đô la và các công ty lên 500.000 đô la cho những người không tuân theo luật. Tỉnh sẽ tăng cường hệ thống tòa án của hội đồng chủ nhà và người thuê nhà tức là landlord and tenant board để giải quyết các tranh chấp. Tỉnh sẽ chi 6,5 triệu đô la để tuyển dụng thêm 4 quy thẩm phán và 5 nhân viên văn phòng cho landlord and tenant board. Việc tuyển dụng này sẽ giúp hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả hơn sau khi chứng kiến lượng công việc tồn động kéo dài tăng lên do đại dịch. Lãi suất tăng cao của Ngân hàng Canada đang đè nặng lên những người nhập cư và thế hệ Millennials. Millennials và người nhập cư đang phải gánh chịu gánh nặng tăng lãi suất mạnh mẽ của Ngân hàng Canada. Tuy nhiên, những người thuộc thế hệ Baby Boomers khi đã sở hữu hoàn toàn ngôi nhà dường như không cảm thấy khó khăn. Khoảng cách giàu nghèo giữa các thế hệ là gốc rễ của những trải nghiệm trái ngược nhau Ngân hàng Trung ương thừa nhận tác động không đồng đều của việc thay đổi lãi suất và đang nghiên cứu xem các phân khúc dân số khác nhau sẽ như thế nào khi tạm dừng chu kỳ gia tăng. Các thế hệ trẻ và những người mới đến có nhiều khả năng đang mang gánh nặng nợ nần hoặc đã vay các khoản thế chấp lớn có lãi suất có thể điều chỉnh để tài trợ cho những ngôi nhà đắt tiền trong thời kỳ bùng nổ bất động sản do Covid-19. Ngược lại thì các thế hệ cũ hầu như không bị ảnh hưởng, nhiều người đã trả hết các khoản thế chấp của họ gánh nặng lớn nhất đối với các hộ gia đình Canada. Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương cho thấy những người nắm giữ thế chấp với lãi suất thả nổi và những người thuộc các nhóm có hoàn cảnh khó khăn trong lịch sử, người Canada bản địa và người bị phân biệt chủng tộc cũng như người khuyết tật có nhiều khả năng bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi lãi suất cao hơn. Lãi suất cao đang gây tổn hại cho gần 40% người Canada thuê nhà của họ, khả năng chi trả giảm sút nghiêm trọng, vốn là rào cản lớn đối với quyền sở hữu nhà đối với những người trả tuổi đang làm tăng chi phí thuê nhà đối với các gia đình đang cạnh tranh để có được nhà ở khan hiếm hơn khi hàng trăm ngàn người nhập cư vào Canada mỗi năm. Một khảo sát cho thấy phần lớn người Canada không sở hữu nhà đã bỏ cuộc, mặc dù giá nhà đã giảm đáng kể trong năm qua và một loạt các biện pháp của chính phủ liên bang nhằm giải quyết khả năng mua nhà ở. Một cuộc thăm dò mới cho thấy người Canada không còn được khuyến khích tham gia vào thị trường nhà ở. Khoảng 63% người Canada không sở hữu nhà đã từ bỏ việc sở hữu một căn nhà. Theo kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến của Ipsos được thực hiện riêng cho Global News, tương tự với một cuộc thăm dò tương tự được tiến hành một năm trước đó. Các phát hiện cho thấy rằng, trong khi 76% số người được hỏi cảm thấy rằng sở hữu một ngôi nhà là khoản đầu tư tốt nhất mà một người có thể thực hiện. Gần 7 trên 10 người nói rằng quyền sở hữu nhà hiện chỉ dành cho người giàu. Thế hệ trẻ hơn, những người trong độ tuổi từ 18 đến 34 có nhiều khả năng đồng ý rằng sở hữu một ngôi nhà là một thành tựu lớn, nhưng đó cũng là một đặc quyền dành riêng cho những người giàu có. Cuộc thăm dò của Ipsos chỉ cho thấy 27% người Canada cảm thấy chính phủ liên bang đang làm đủ để giải quyết khả năng chi trả nhà ở trong nước, tăng 2 điểm phần trăm so với một năm trước đó. Tỉnh BC là tỉnh bang đầu tiên ở Canada đặt ra các quy tắc quản lý số lượng bệnh nhân mà mỗi y tá có thể chăm sóc trong nỗ lực ngăn các y tá kiệt sức rời bỏ nghề. Hiệp hội Y tá tỉnh BC gọi đây là một đột phá. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix cho biết động thái này sẽ cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân, giảm khối lượng công việc của y tá, tăng cường an toàn và giữ cho y tá trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các tỷ lệ mới sẽ được áp dụng trong bệnh viện, chăm sóc dài hạn và chăm sóc nội trú, cũng như là cho các y tá làm việc trong cộng đồng và các cơ sở chăm sóc ngoài bệnh viện. Tại tỉnh BC thì tỷ lệ giữa y tá và bệnh nhân trong bệnh viện sẽ là một đối một đối với bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt sử dụng máy thở. Một đối hai đối với bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt mà không sử dụng máy thở hoặc là những người cần chăm sóc sức khỏe tâm thần có tính phụ thuộc cao. Một đến ba dành cho chăm sóc đặc biệt, một đến bốn dành cho bệnh nhân nội trú và chăm sóc giảm nhẹ và một đến năm dành cho chăm sóc phục hồi. Nếu thỏa thuận này được các y tá chấp thuận thì họ sẽ được tăng 25 cent một giờ cho năm 2022 và tăng 12% trong 3 năm, cộng với tối đa là 2,25% điều chỉnh chi phí sinh hoạt tùy thuộc vào lạm phát. Các thành viên của Liên minh sẽ bỏ phiếu để thỏa thuận bắt đầu từ ngày 20 tháng 4. Tỉnh cũng sẽ mở rộng một chương trình cho phép sinh viên điều dưỡng đảm nhận các vị trí bán thời gian trong hệ thống y tế khi đi học. Tỉnh cũng sẽ phải bổ sung thêm y tá để thay thế nhân viên sắp nghỉ hưu. 20% y tá ở tỉnh BC trên 55 tuổi và 41% trên 45 tuổi. Thưa quý vị, đi đâu vào cuối tuần lễ kéo dài này? Nhóm Culture sẽ giới thiệu đến quý vị một lối đi lát ván, ngoạn mục ở Thác Niagara sẽ mở cửa vào cuối tuần này đúng dịp cuối tuần lễ kéo dài. Hãy sẵn sàng để kinh ngạc trước vẻ đẹp tự nhiên của sông Niagara khi lối đi bộ lót ván White Water Walk gần Toronto chuẩn bị mở cửa vào cuối tuần, đúng dịp chúng ta nghỉ lễ cuối tuần kéo dài. Lối đi bộ lát ván này dài à, nửa km là một cách tuyệt vời để trải nghiệm sức mạnh của ghềnh thác nước của sông Niagara từ một vùng đất vững chắc và an toàn. Sau khi đi xuống 70m và ra khỏi đường hầm, bạn sẽ nghe thấy tiếng nước ghen âm và ngay lập tức cảm nhận được cảm giác hồi hộp và thích thú của trải nghiệm này. Lối đi bộ lát ván này kéo dài một tiếng đồng hồ để chúng ta có thể nhìn ngắm những con sóng vỗ như trong điện ảnh và các lớp đá có 410 triệu năm tuổi của hẻm núi. Khi bạn tản bộ dọc theo đó thì hãy ngắm nhìn khung cảnh đáng ngạc nhiên của gền xoáy nước, có thể chảy với tốc độ là 48 km một giờ. Ngoài ra thì còn có nhiều chỗ để quan sát nơi bạn có thể tìm hiểu về địa chất, đời sống thực vật và động vật sinh sống trong công viên Niagara. Cho dù bạn là người nghiện cảm giác mạnh hay bạn đang tìm kiếm cơ hội chụp ảnh tuyệt vời, quay Water Walk là điểm đến không thể bỏ qua. Lối đi bộ lót ván mở cửa 7 ngày một tuần từ ngày 7 tháng 4 đến tháng 11 với các giờ trong tuần từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, còn cuối tuần thì mở cho đến 6 giờ chiều. Giá vé vào cửa là 17 đô la 50 cent cho người lớn hoặc là thanh thiếu niên, 11 đô la 50 cent cho lứa tuổi từ 6 đến 12 và miễn phí cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống. Dễ dàng đi đến Whitewater Walk với bãi đồ xe miễn phí gần đó, hoặc là bạn có thể đi bộ một đoạn ngắn từ ga xe lửa và xe bus Niagara Falls, Ontario. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm một trong những địa điểm ngoạn mục nhất ở khu vực thác Niagara và đắm mình trong vẻ đẹp tự nhiên của nó. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, cuối ngày giao dịch, 1 đô la Canada đang đứng ở mức 0,7431 đô la Mỹ và bằng 0,6805 đồng euro. 1 Canada thì đổi được 17.378 đồng Việt Nam, trong khi 1 đô la Mỹ đổi được 23.350 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2019 đô la 47 cent, tương đương với 2.716 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.